Em chào bác nhé, em Lâm đây. Em còn mấy chiếc quạt bà này em xả lốt. Đấy. Còn toàn bộ thì quạt của nhà em thì khách đã nhận cọc tiền rồi. Đấy. Khách đã nhận cọc tiền và một phần em sẽ mang sang quán mới để em để em bán mấy hôm khai trương cửa hàng em ở bên Thái Bình. Đấy, bác nào mà đã nhận được lời mời của em thì nhớ sang quán em khai trương nhé. Em ở cầu Hiệp Thái Bình nhé. Đấy thì bác nào đã nhận được lời mời của em thì nhớ điện thoại cho em nhé. Đấy. Thì quạt thì toàn quạt đẹp để ở đây rồi, để ở đây để khai trương cho các bác rồi. Đấy, một loạt toàn những quạt đẹp độc lạ dị để khai trương cho các bác. Đấy, thì ở trong có gần 50 con thì cho sang bên kho rồi, cũng đã cho sang bên cửa hàng mới rồi, thì cũng đang bày biện và đang bố trí sản phẩm để chuẩn bị khai trương rồi, nên các bác cứ yên tâm nhé. Một phần thì chưa cho đi bởi vì hôm nay còn một chuyến nữa là sang thẳng bên Thái Bình nữa là hết thôi. Đấy, thì chắc khoảng tầm 10 hôm nữa là bắt đầu em khai trương. Ngoài mùng 10 ra đẹp ngày này em sẽ khai trương cửa hàng em để sang tháng mới. Đấy, thì còn mấy chiếc này hôm nay em bán nốt cho bác nào có duyên mua được, anh em thợ nào mua về dọn là có lời luôn, bởi vì những cái chiếc quạt em bán ở đây thì nó khá là độc và em đi săn. Đây, bác nào lấy thì alo em hai số điện thoại này nhé, 0975 360 433, dưới là 0377996066, thì cả hai số này thì em đều dùng Zalo nhé. Bác nào lấy thì alo cho em. Đấy, thì bây giờ em quay vào quạt luôn cho các bác. Đấy, đây là chiếc Mitsubishi. Con này thì cánh rêu, sải cánh 35 nhá. Cánh rêu, sải cánh 35 Mitsu. Đấy, hay gọi là Mitsu mỏ vịt đấy. Tại vì cái đế này nó như cái mỏ vịt đấy. Đấy, gọi là Mitsu mỏ vịt. Con này sải cánh 35. Đấy, cực hiếm luôn. Con này thì bác nào mua về lên thân thì lên thân cây thì đẹp. Cái này thì nhà em có hỗ trợ cho bác chỗ mua thân nhá, vì anh em ngoài phòng người ta bán thân nhiều lắm. Đấy, người ta bán cái thân này. Sải cánh 35 về lên thân cũng được mà chơi bàn cũng được. Đấy, chiếc này thì em bán các bác giá là 3.500.000 một chiếc. Em có một đôi. Đấy, em có một đôi luôn. Đấy, con này thì tút năng nó ở dưới rồi. Tút năng nó ở dưới đây rồi. Đấy, em có một đôi. Đấy, có một con nữa đây. Đây, em còn một chiếc nữa đây. Đấy, em có một đôi. Đấy, các bác đợi em chút nhé, để em bị cổ lên. Đấy, em có một đôi. Đấy, bác nào thích chơi bàn thì chơi, mà thích lên thân thì lên. Đấy, có một đôi cánh Mitsu cánh 35 nhá. Đấy, chất sơn còn đẹp. Đấy, bụi bặm nguyên nguyên chất bái. Đấy, cánh rêu sải cánh 35. Đấy, em bán là 3.700.000 một chiếc. Đấy, 3.700.000 một chiếc. Đấy, một đôi nhá. Đấy, bác nào lấy nẻ một con là 3.750.000. Đấy, còn lấy một đôi như thế này là em tính 7 triệu. Đấy, bớt cho 250 là 7 triệu một đôi này nhá. Cái đôi này phải anh em thợ nào hoặc nó bác nào chơi sành quạt nhìn đôi này mới biết được giá trị của nó, vì đây là Mitsu cánh 35 nhá, cánh rêu nhá, ốc chí nhá, cánh rêu 35 ốc chí nhá, nó là cực hiếm luôn. Đấy, còn 4 con quạt này bán nốt đây, 4 con này bán nốt đây. Em tính giá phá đồ thôi. Đấy, không bán đắt gì cả. Một em la này. Đấy, huy hiệu là quán nhá. Rồi trên đây nhá. Các bác phải lắn lòng, phải mông má lại. Em la sải cánh 30. Đấy, số 1, số 2, số 3, tút năng bật tắt. Đấy, tút năng quất. Cánh không vỡ liền nạc nhá. Đấy, cánh không vỡ liền nạc. Đấy, một em nữa. Em gì đây? Một em sáp. Một em sáp, số gì đây, số quát này, số quát này. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy, cánh không vỡ dập nước bẻ gì nhá, cánh ngọc không vỡ dập như ốc chí nhá. Đấy, tiếp một em nữa. Đấy, em tô. Đấy, em tô. Em tô này em tô bàn nhá. Đấy, sải cánh 30, thân cực đẹp luôn, chất quạt cực đẹp luôn. Đấy, một em nữa. Mày em gì đây? Mày em gì đây? Số quất nhá, số quất đàng hoàng nhá, không biết hãng gì. Tôi xem cái ví hiệu này. Sanio, Sanio. Đấy, cũng là số quất nhá. Đấy, cả 4 con này. Đấy, em bán đồng giá 1.500.000 cho nhân 14 con, không bán lẻ nhá. Đấy,
bốn con này 1.500.000 một con nhá, nhân với 4 nhá, tức là đây là 3 triệu là 6 triệu, tức là 6 triệu 4 con này. Đấy, các bác nào lấy về bán dọn dẹp mà bán. Đấy, lấy 4 con này em bao ship cho các bác nhá, ở đâu cũng được, em bao ship cho tận nơi. Đấy, 4 con này giá 6 triệu bao ship cho các bác. Đấy, em chào các bác nhá, bác nào lấy thì alo em 2 số này. Đấy, hết quạt rồi. Đấy, còn có mấy chiếc bán nốt. Đấy, còn bác nào lấy cả thêm vào nữa thì lấy, đôi này thì bán riêng. Đấy, đấy, lấy một đôi này thì là 3 triệu rưỡi, mua lẻ là 3.750.000 một con, thích lấy cái nào thì lấy. Đây tổng có 6 con. Đấy, bác nào lấy thì alo em 2 số này nhé, 0975 360 433, dưới là 0377 99 6066, thì cả 2 số này em đều dùng Zalo. Em chào các bác nhá.